bây giờ thì tụi em đã đến thủ đô Hà Nội anh chị. Giờ mình sẽ ghé thủ đô Hà Nội ăn cơm trưa, xong đó mình sẽ đi tham quan ở thành phố. Hả? Ở đây. Hàm Long tầng 4. Tầng 4 Hàm Long. À, đi ra các tỉnh miền Bắc đây anh chị thì đồ ăn thì nó cái khẩu vị nó hơi khác của miền Tây mình chút xíu. Ăn rất là ngán anh chị. Hôm nay đến thủ đô Hà Nội thì không biết là ăn khẩu vị thế nào đây. Nghe nói là cũng vậy, cũng ăn dạng là ăn để cho nó no để anh đi chơi anh chị, xíu như thế nào. Dính người vô một lượt. Vô đi. Thằng máy thì giờ thằng máy rồi. Chị làm một cái tô bún than trước đi. Bún than hả? Đúng rồi. Ăn trên đây nha. Chị không có lần tới đây rồi. Thôi thôi, chứ chừng bắt cứ cắt tóc tới Hà Nội không biết ăn uống sao đây anh hai, chắc cũng vậy quá hả, cũng lơ lợ vậy hả. Nó không ngọt thôi, nó không ăn đi, nó cũng dễ cũng vậy ha. Nhà hàng Anh Hòa sườn xào chua ngọt, sườn xào chua ngọt hả? Quán này giờ là món khai vị là một tô bún. Bún gì trên nè? Gà. Bún gà giống như là phở gà. À, sao của em nó khác nha, bên đây nó khác. Em cộng phở ha. Ừ. Phở gà. Ăn nhẹ trước tô phở gà rồi xong mình ăn cơm sao? Ủa không mất tiêu rồi ta. Thôi ăn trước đây để nó nguội không ngon. Này giống như phở, giống như phở gà. Em ơi, ăn em ơi. Trước cô ăn bên em là bún hả, giống như phở gà của anh, giống như phở gà. Nhưng mà đồ ăn đây thấy có bộ được độ rồi nha, thấy tôm thấy thịt đâu nè, chứ không có gà đen, không có heo tộc gì nữa đâu. Nhà đen ngon mà hồn. Ngon nhưng mà ăn hoài ngán, ngày nào cũng ăn cứ ngán sao con? Chứ là miền Bắc mình ăn cái gì làm sao? Đầu tiên là biếu cày hay là gà đen. Biếu cày. Cái gì? Biếu cày là cái gà đen. Này cá gì hay ha? Là cá chấm nữa. Chắc cá đó. Cái gì mà cơm bóp hả? Cá bóp. Đây có tôm. Đây là tôm. Còn này là thịt gam mặn. Ai cũng ăn trước một cái tô bún. Hả? Bún này đặc sản là học dịch
À, còn của anh là tô phở. Của anh là tô phở. Có gỏi nữa hay? Gỏi ngó sen ha. Vậy là ok, ăn được. Đúng rồi, có thêm trứng cút nữa. Đây đây em đưa em. Dạ. Dạ. Dạ tới Hà Nội thì cái khẩu vị nó ăn nó sẽ khác khác tí xíu là các tỉnh ở trên Tây Bắc anh chị ha. Đây cũng có đọt bí rồi nè, với gỏi. Đâu cái đó phải đọt bí không? Đọt bí á, đọt bí á, gỏi, có tôm, có mực rồi nè. Có bác Tám có một khẩu vị một, sao ăn cũng được hả bác Tám? À, nhưng mà vào trong đây thấy ăn khác ha, mấy ở các tỉnh trên miền Tây Bắc. Dạ, 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 tại vì bác Táo ăn lạc đó. Dạ, nhưng mà có xà lách đâu, thấy cũng ngon, hấp dẫn nè. Dạ, 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 vô là chấm liền hả bác Tám ha. Dạ, rồi con chú bác Tám ngon miệng nha. Dạ, dạ. Giận rồi, không ăn. Di dành ăn quá, giận rồi, giận Di rồi. Giờ bắt Hồ quay phim thôi. Tới đây 1 giờ rồi, nên là đoàn ai cũng đói hết rồi, ai cũng ăn cảm thấy rất là ngon miệng. Có lọc bí rồi, cũng ngon. Hả, có cho muối không hai? Có. Cho con chén hả? Đúng rồi. Thôi để em xin. Để em xin. Cái gì đó? Canh ngò. Giống như canh nấu mặn. Em ơi. Khoan ớt chuông. Không có lọc hồng sơ. Rồi. Dạ nữa hai ha. Rồi. Cá cũng dạ. Được anh hai, được anh hai. Em có cái điểm tựa nè. Chắc ăn ok. Ủa cái này cá tầm anh hai. Cá tụng á. Xương tụng á. Dạ. Đúng rồi, đúng rồi. Có này ba gì tới nhà chắc 12 đêm á. Về nhà.
Nhà hát mua với Thăng Long này, người ta đang đứng ship hàng nữa mà mua vé vào xem múa rối à, đang xem múa rối á con. Nhà hát múa rối Thăng Long rất là đông người, ra tới Hồ Hoàn Kiếm rất là đông người anh chị, quá là đông người cậu con ha. Mà đông luôn à. Gói thấy quá trời đông ha. Ừ, gói là đông, đông. Ở đó như có một phố đi bộ Hoàng Đẳng nữa ha. Hoàng Đẳng đó, phố đi bộ đó. À, còn là khách nước ngoài ha. Tại chỗ lý tưởng Lý Thế Tổ là mình mới thấy được cái đoàn. Mình đứng tại xếp hàng để mà mua vé vào xem múa rối. Thật bán những cái đồ lưu niệm hồ gươm souvenir, đồ lưu niệm à. Bán đồ lưu niệm không à? Tiêu, bánh cam à, ra tới đây thấy quá trời đông người anh chị. Ta cũng đến đây để mà chụp hình ở ngoài Hồ Gươm. À, lần đầu tiên ra Hà Nội thấy bất ngờ anh chị, rất là đông. Đây là khu vực Hồ Gươm. Hồ Gươm
ta ra đây người ta chụp hình rất là nhiều. Một chút xíu mình mới đi vô đó. À. Giờ đi xe điện tham quan trước ha. Đúng rồi. 36 phố phường. À, du khách nước ngoài quá trời luôn á. Đây là xe điện để hồi mình đi tham quan các con đường ở phố Hà Nội, đi nhìn kêu gọi là đi tham quan 36 phố phường. À, có cái lộ trình ha. Anh đang chỉa lại, anh đang chỉa lại. Chỉa qua người, chỉa qua người, chỉa. Lãnh đạo quan trọng qua đây. Đạo qua đây là con. Có trên đạo qua đây. Hai đứa muốn ngồi chung. Lãnh đạo qua đây nè. Bây giờ cả đoàn mình sẽ đi xe điện ha. Thì tham quan 36 phố phường ở Hà Nội bằng xe điện. À, dọc con đường đây là đường đường gì đây? À, Đinh Tiên Hoàng á. Hà Nội quá nhộn nhịp vậy, rất là đông, lượng xe đi thì cũng khiếp. Đường quá trời đông. Ồ. Bán đồ quá trời hai. Ở đây ở trung tâm bán chợ luôn á ta. Hàng gì? Hàng đào. Quần áo giải dốc quá trời luôn. À, còn xích lô nữa nè. Đây giờ tới hàng ngang. Nguyên cái trục đường bán quần áo rồi rất là nhiều anh chị. Thấy du khách người ta cũng đi bộ ha. Đi bộ rồi đi lang thang cũng nhiều. Hàng bươm. Hàng đường. Náo nhẹ quá ha, náo nhẹ quá ha. Quế hương. Đi bộ đi ông nổi hai ơi, xa quá. Nhưng mà quan trọng đi có nổi hay không á. Mà có người bị hóc bị dễ điểm, cứ hỏi đi nổi. Đây là chợ gì đây?
chợ Đồng Xuân anh ha. À đây là chợ Đồng Xuân. À, chợ rất là lớn. À, quá trời đông luôn á. À. Chợ Đồng Xuân. Ô, thấy người ta ra tham quan đây cũng nhiều á, giống như chợ Bến Thành ở Sài Gòn á. À, thủ đô Hà Nội quá náo nhiệt anh chị. Hả? Bên đây hả? Rồi vô đây giờ kẹt xe đây. À, nghe nói là ở các phố ở Hà Nội là kẹt xe rất là nhiều anh chị. Lượng xe đi quá đông. Mà đây thấy đi xe hơi nhiều lắm. Đi dọc hai bên đường người ta đậu xe hơi dài 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 anh chị. Kẹt cứng nè. À, ta bán cái trái gì nè. À trái kêu bằng trái dư á. Mình hay gọi là trái dư. Đây là khu hàng khoai. Hàng khoai người ta bán này cũng là các đồ gia dụng, hàng tiêu dùng ha. Ờ kẹt cứng. Quá trời xe luôn. Đi ngang đây khu nguyên khu lồng đèn này hai. À, xích lô, xích lô. À, đây thì người ta bán giống như là ở chợ lớn của ở Sài Gòn vậy anh chị. Giống như là ở ngoài chợ lớn luôn. Bán những cái đồ để mà mình trang trí ngày Tết. Rất là đông. Nhưng mà đông quá. Các phố Hà Nội thì người ta sẽ bán tập trung một cái mặt hàng ở trên một cái trục đường như anh chị. Mà các con đường xe kẹt cứng luôn. À, khu này thì toàn là quán cà phê. Này giống như là cái trên cái con đường phố đi bộ ở Sài Gòn luôn anh chị ha. Hàng cá. Thấy khách du khách người ta đi tham quan là cũng rất là đông vui ha.
thì người ta sẽ bán những cái hàng nhôm này. Hàng nhôm, hàng sắt. Vừa lọt, vừa lọt. Bà nói cái gì á? Muốn kêu hả? À. Tên, tên thuốc bắc hả? Thái thượng lãng ông hả? Giải mà, giải dốc mà. Hàng đường nãy đi ngang rồi nè. Giờ đây là hàng bơm. Hàng bơm. À, bánh kẹo, bánh kẹo, bánh trà. Bánh kẹo, trà, trà mứt. Bán chắc là bán lưới rồi hai. Dạ có bán sữa hai ơi, bán sữa. Bán sữa bán rượu hai. Dạ có bán sữa bán rượu bán kẹo. Không phải bán cánh bướm. Thấy giải dốc đụng nhiều à. Thank you.
quá trời xích lô luôn á. Vào đây. Vào đây ngồi. Còn là tiệm vàng, tiệm bạc, vàng tây, vàng bạc đá quý ha. Đi một vòng ở 36 phố phường ở Hà Nội, thủ đô Hà Nội. Thấy đông khủng khiếp anh chị. Vừa người khách người ta buôn bán, vừa tiểu thương người ta buôn bán, rồi khách du lịch tham quan rất là đông. Con đường ở Hà Nội thì các con đường cũng tương đối là lớn á, mà thấy mà lượng xe đi rất là đông vậy nên là dễ bị kẹt xe lắm. Đây là khu đền thờ như là ông Lý Thái Tổ. Đền thờ Lý Thái Tổ. À, bên kia là Hồ Gươm anh chị ha, hay là gọi là Hồ Hoàng Kiếm. Giờ mình đi tham quan một tí ở thủ đô Hà Nội, xong ở đầu mình sẽ ra sân bay về lại Bến Tre.